Xin chào tất cả mọi người. Các bạn ơi, các bạn giới thiệu bạn bè của mình cùng xem live nhé, để chúng mình cùng tương tác, để học tiếng Anh, cùng học tiếng Anh trong có hội, có bạn, có bè, nó sẽ vui hơn, đúng không ạ? Thế hôm trước Trinh bảo là rủ cả một cái câu lạc bộ, ai cả cả đội tuyển gì à? Đội tuyển thi tiếng Anh nhỉ, sinh học sinh giỏi tiếng Anh vào đây cơ mà. Không sao, có hôm nay có gọi được các bạn nào vào không? Thấy mấy hôm trước thấy hô hào kinh khủng lắm, bảo là em sẽ gọi bạn em vào để tương tác với các thứ mà Hoàng rủ à? Thầy không 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 phải là không phải Trinh nhỉ, mà là Hoàng à? Lại nhớ nhầm mà, thế hoa ta lại nhớ nhầm à? Không biết ở đây trong ở những bạn đang xem live, các bạn nào đã từng từng làm hay là từng đăng ký cái khóa học tiếng Anh Elite Online của trung tâm Elite không nhỉ? Hôm nay chúng mình sẽ học nốt cái phần mà phụ âm chúng ta đã học học dở của cái buổi hôm trước, và chúng ta sẽ cùng nhau làm một số cái bài tập. Không phải, thực ra là nó không ở mức độ bài, gọi là bài tập thì nghe nó hơi ghê gớm, mà chúng ta sẽ cùng làm một số cái câu hỏi thì để ôn tập lại, những câu hỏi rất là dễ thôi, để cùng ôn tập lại cái kiến thức mà chúng ta đã học trong những cái buổi mà liên quan đến bảng IPA. 3 buổi livestream, tính cả buổi livestream này là buổi thứ ba chúng ta đã học mà, để tìm hiểu về các âm trong bảng IPA, đúng không ạ? Mổ mắt đau không? Để nói là không đau ấy, thì trước đây trước khi thầy mổ nhá, thì những người từng mổ mắt rồi nói là ôi không đau đâu, thật sự không đau đâu. Nhưng các bạn ạ, nó là một cái trải nghiệm mà thầy thật sự là thầy không không muốn trải nghiệm lại, bởi vì các bạn thử tưởng tượng được không? Các bạn phải lúc nó lúc mà các bạn lúc mà các bạn mổ ấy, các bạn phải giữ cho mình thật tỉnh táo để mình mở cái mắt này. Người ta sẽ dùng một cái gọi là cái dụng cụ mà banh mắt của bạn ra, nó banh hết cả mắt của bạn ra để người ta mổ. Bạn sẽ không được nháy mắt, bạn sẽ không làm thế nào. Cái dụng cụ banh mắt đấy nó sẽ banh cái con mắt của bạn to ra hết mức có thể để người ta thực hiện, và bạn cảm nhận được cả cái việc mà người ta đang dùng con dao, người ta cắt cái phần phần niêm mạc của mắt của bạn ra để phẫu thuật. Bạn nhìn thấy, tức là không phải nhìn thấy mà bạn bạn thấy 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 lờ mờ thôi, bởi vì lúc đấy là cái võng mạc của các bạn, là cái niêm mạc mắt của bạn là bị cắt ra rồi mà, thì các bạn chỉ nhìn thấy lờ mờ thôi. Nên là nhưng mà nó chạy cũng may mà nó diễn qua khá là nhanh, khoảng tầm 10 phút thôi. 10 phút bảo là đau thì không đau, trong cái lúc mà làm thì cảm giác nó không đau đâu, tại vì nó có thuốc tê mà, nó chỉ hơi nhói thôi. Nhưng sau khi thực hiện xong khoảng tầm 30 phút là nó là một cái trải nghiệm mà thật sự là ui, nó đau đớn kinh khủng luôn. Các bạn tưởng tượng chỉ cần cái mắt của các bạn bình thường nhá, chỉ cần một giọt nước mưa rơi ở mắt nó đã sót rồi, đúng không ạ? Đây nó còn là cả cái một cái nó là cả một cái gì trải nghiệm đau đớn kinh khủng. Hello hello hello, xin chào các bạn, xin chào 14 bạn. Bữa nay có Q&A không? Hôm nay thầy sẽ gửi cho các bạn email của thầy nhá, để cho các bạn sẽ gửi những câu hỏi của mình. Các bạn có muốn câu có bất cứ cái thắc mắc gì liên quan đến tiếng Anh thì thầy sẽ tổng hợp lại để trả lời cho các bạn trong một buổi Q&A, chỉ thuần để Q&A thôi. Các bạn có bất cứ cái chủ đề hay là có vấn đề gì thắc mắc thì sẽ cố gắng giả lời, tức là trả lời giả lại cho các bạn những cái câu câu trả lời mà nó ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Bởi vì nếu nhiều khi là các bạn hỏi đây nhưng mà thầy giải thích thì nó sao nhỉ, nó hơi bị dài dòng, và thầy khi mà thầy dạy em, thầy muốn đưa cho các bạn cái con đường ngắn nhất để các bạn tiếp cận đến tiếng Anh, và cũng đơn giản nhất, ngắn nhất và đơn giản nhất. Thực ra học ngôn ngữ thì chúng ta hãy học theo cái kiểu học là học một cách hệ thống, và phải học thật khoa học thì các bạn mới 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 gọi là hiểu về nó, và cũng như là ghi nhớ nó thì nó sẽ dễ hơn. Bạn phải có cái quy luật thì bạn học ban đầu sẽ dễ hơn là các bạn học tràn lan, đúng không ạ? Sẽ phải có người hệ thống cho các bạn
Thì như vì đấy chính là lý do tại sao mà các bạn cần phải tìm được một người giáo viên mà thực sự là hợp với mình, và người giáo viên thì có phương pháp học và hướng dẫn bạn, giảng dạy cho bạn rất là đơn giản thôi, nhưng nó sẽ giúp cho bạn nhớ kiến thức rất là lâu. Tức là các bạn có từng trải trải nghiệm những cảm giác mà khi mình lên lớp ấy, mình gặp cái người giáo viên đó thì bất cứ lời nào họ nói ra thì mình như kiểu luôn nuốt từng lời từng chữ của họ, mình cảm giác như nói đến đâu mình nó thấm vào từng tế bào thần kinh của mình ấy. Các bạn hãy tưởng tượng nó ở mức độ như thế. Thì ngày xưa thầy học tiếng Anh thì giáo viên cấp 3 của thầy là một cô giáo như thế, giáo viên tiếng Anh ấy, tức là bất cứ cái kiến thức, bất cứ cái thông tin gì cô ấy dạy nó rất là hấp dẫn, nó dễ hiểu, nó hấp dẫn và nó thật sự là có hiệu quả. Nó được mình sử dụng cho đến bây giờ, và thậm chí trong quá trình đại học mình không học mấy đâu, bởi vì là có thể là gặp được những người giáo viên mà thực sự là không chưa chưa thực sự là truyền cảm hứng cho mình. Mà đó, thì nói về vấn đề mổ mắt nhá, nó tiếp tục về vấn đề mổ mắt một tí, thì là các bạn ấy khi mà các bạn đủ 17 tuổi thì các bạn có thể mổ mắt, và hiện giờ thì cái việc mổ mắt nó khá là phổ biến, bởi các bạn ở thành thị thì thông thường các bạn hay bị cận rất là nhiều, các bị các tật về 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 khúc xạ ánh sáng rất là nhiều, nên các bạn hay mổ nhiều, và tất nhiên là nó cũng sẽ giúp cho các bạn nhìn mọi thứ với cả với độ phân giải full full HD, à không phải 2K 4K gì đấy, nhưng mà nói chung là nếu như các bạn muốn mổ thì các bạn nên cân nhắc một chút, bởi vì khi mà mổ thì các bạn chỉ có một lần thôi, các bạn sẽ không có lần thứ hai, không có thể mổ mổ cận được lần thứ hai nhá, các bạn hãy cân nhắc cái việc đấy. Ok, xin chào Lâm Lâm, chúng mình chém gió một tí nhá, ôn lại bài mà chúng ta ôn lại cái kiến thức của cái buổi ngày hôm trước một chút nhá các bạn nhá. Ok, thì hôm trước chúng ta đã học đến 16 cái phụ âm trong bảng IPA, International Phonetic Alphabet. Vì vậy nên là chúng ta hôm nay sẽ ôn lại một chút và chúng ta học nốt những cái âm còn lại của phụ âm mà hôm trước chúng ta chưa kịp giải quyết. Các bạn ơi, có bị lag không ạ? Các bạn hình như có vẻ hơi chậm nhỉ, lag có vẻ hơi chậm nhỉ, không biết là có bị lag không xin lỗi để kiểm tra một nào. Vi phạm không bị lag đúng không à Minh Harry? Rồi ok, chỉ cần bị lag thôi là các bạn comment nhưng mà thầy không đọc được, là không là các bạn lại trách thầy là ơi thôi thầy ơi mạng bị lag rồi các thứ, xin lỗi các bạn, mặc quần đùi đang ở nhà nên mặc quần đùi, chúng ta chỉ quay phần trên thôi. Ok, chúng ta ôn lại một chút nhé, là chúng ta sẽ có cái phần mà chúng ta sẽ chia, hôm trước thầy thầy đã trình bày với các bạn về cái vấn đề là cách phân loại của nguyên phụ âm rồi đúng không ạ? Phụ âm thì chúng ta chia thành hai hai loại đúng không ạ? Là hai loại gì nhỉ? Có bạn nào trả lời được, Minh Harry trả lời được, Trinh trả lời được không, Trinh? Còn nhớ cái gì không đấy? Hay lại quên rồi? Hoàng hôm nay không thấy đâu nhỉ, mất mất tích nhỉ Trinh nhỉ? Không thấy Hoàng hôm nay không không thấy xuất hiện nhỉ? Da mày hơi vàng, bật một tí xanh xanh một tí thôi. Có khi nào, có khi nào. Đúng rồi, phụ âm ấy, cách phân loại phụ âm, chúng ta có bao nhiêu cách phân loại phụ âm? Chúng ta hôm trước chúng ta thầy giới thiệu cho các bạn là phụ âm chia thành hai loại, thì chúng ta chia thành hai loại nào, còn nhớ không, còn nhớ cái gì không đấy?
xin chào Sydney 0708, xin chào. À quên mất bản giới thiệu nhờ. Thì mà... dạ dung và không dung đúng không chuẩn. Thì chúng ta bạn có thể hiểu hôm nay là dung và không dung đúng không ạ? Chúng ta sẽ có nó cách gọi của nó là hữu thanh và vô thanh đúng không ạ? Dung thì là hữu thanh, còn không dung chúng ta sẽ là vô thanh đúng không ạ? Dung cái phần thanh quản này nhé các bạn nhé. Chúng ta ôn lại một chút. Đây, chúng ta sẽ hôm trước chúng ta sẽ chia thành các cặp đúng không ạ? Nó đây chúng ta học từng anh em một nhà. Có thằng dung, có thằng không dung, nhưng mà cái nhà này sẽ có hai người, hai anh em. Thì một thằng giờ chúng ta sẽ phải khác nhau đúng không ạ? Một thằng thì là vô thanh, một thằng là hữu thanh, nhưng về cơ bản thì hai anh em nhà này có chung DNA, tức là cùng những cái bộ phận chờ để trong có nó cũng có gọi là gì, có cùng cái cấu tạo âm, nhưng có một thằng thì có sự tham gia của thanh quản thì thằng đấy sẽ là thằng hữu thanh, còn cái thằng mà không có sự tham gia của thanh quản thì thằng đấy sẽ là thằng vô thanh, được chưa? Các thứ thì mọi người lại vào xem ở vầm. PK là gì nhỉ? PK là gì Sydney nhỉ? Ui, không đấy các bạn hãy chia sẻ cho thầy nhé để mọi người cùng học nhé. Thực ra là thầy dạy nó rất là đơn giản thôi nên là các bạn yên tâm là học xong là cũng sẽ không nhớ được 100% nhưng mà cũng phải nhớ đến 70% và có thể áp dụng được vào thực tế. Bởi vì một buổi dạy ít thôi mà, cũng dạy ít và cũng như là cái kiến thức của một buổi ấy, thầy rất là tinh gọn lại cho các bạn để các bạn hiểu được bản chất của vấn đề. Cảm ơn Tú Nguyễn nhé, cảm ơn Tú Nguyễn nhá. Ok, chúng ta sẽ nói về hai anh em nhà và đúng không ạ? Chúng ta sẽ có sếp. Đọc phát âm giống chữ sờ nhẹ trong tiếng Việt của mình nhá, nhưng mà chúng ta sẽ không dung thanh quản các bạn nhá, đọc là ví dụ là sếp. Còn thằng cu này, thằng em này thì chúng ta sẽ phải dung thanh quản tại vì nó là bên cột hữu thanh mà đúng không ạ? Có sự tham gia của cứ có sự tham gia của thanh quản thì nó sẽ là hữu thanh. Ok, chúng ta sẽ có cái này phát âm giống các bạn sờ vào cái phần 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 cổ họng này các bạn thấy nó rung bần bật ấy thì là nó là hữu thanh các bạn nhé. Chúng ta sẽ có đúng không ạ? Chúng ta sẽ có zip zip zip, có ending sound nhá, zip zip. Ok chưa? Ok, chúng ta chuyển sang hai anh em này, chúng ta sẽ có con xin lỗi, xin lỗi. Sorry, sorry. Chúng ta sẽ có thằng này không có, thằng nào nó là hữu thanh mà nên chúng ta sẽ không dùng thanh quản đúng không ạ? Phát âm giống chữ thờ trong tiếng Việt của mình nhá. Nên chúng ta sẽ có thần, 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 được chưa ạ? Chúng ta sẽ có thằng này là d, thanh quản dùng này. Chúng ta sẽ có dan. Phát âm trùng gồm chữ đờ trong tiếng Việt mình nhá. Ok, chuyển sang đến hai tên này, chúng ta sẽ có không dung mà nhiều các bạn sẽ bị dung đúng không? Cái này sẽ giống như thầy phát âm vừa phát âm là nó sẽ có p đúng không? Nhưng cái này sẽ không có sự tham gia của dây thanh quản nhá, chỉ đơn giản là rất là nhẹ nhàng thôi đúng không ạ? Không dung thanh quản nhá. Và thằng này chúng ta sẽ có là b. Chúng ta có ví dụ đây là big. Được rồi ạ. Chuyển sang thằng ôn tranh luôn nhá các bạn nhá, chúng ta sẽ có k, giống chữ k hoặc chữ cờ nhưng mà không dung thanh quản. Chúng ta sẽ có g, được chưa ạ? Chúng ta sẽ có anh em, cặp anh em thứ năm này, chúng ta sẽ có đúng không ạ? Phát âm giống chữ phờ trong tiếng Việt của mình nhá. Và khi chúng ta dung thằng phờ đấy, chúng ta sẽ có vù, đúng chưa ạ? Rất là dễ hiểu đúng không ạ? Ok, chuyển sang cặp anh em thứ sáu này, chúng ta sẽ có đúng không ạ? Còn chúng ta khi mà chúng ta dung thanh quản, chúng ta sẽ có the, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có this, đúng không ạ?
Nhiều cái này nhá, các bạn tưởng tượng nó là sự kết hợp giữa giữa chữ thờ và chữ đờ ấy. Nó là sự kết hợp giữa chữ thờ và chữ đờ, nó nằm nó là sự kết hợp của hai cái đấy. Có nhiều từ thì nó phát âm giống chữ thờ, có nhiều từ thì nó lại phát âm hơi hơi nghiêng về chữ đờ một tí. Nên là các bạn, bởi vì nó là phụ âm mà, nó sẽ phải phụ thuộc vào cái phần nguyên âm của nó. Nó phải đi khi nó kết hợp với nguyên âm khác nhau thì nó sẽ phát âm hơi hơi nghiêng về cái thờ hoặc đờ, tùy vào cái nguyên âm của nó. Các bạn nhớ nhá, đi cái nguyên âm ở đây nó đi cùng nhá. Rồi chúng ta sẽ có, à, chào anh em thứ bảy, chúng ta sẽ có sorry. Cái này phát âm giống như là tiếng bạn si tè cho trẻ con ấy. Được chưa ạ? Còn cái này chúng ta sẽ có được chưa ạ? Cái này si nhưng dung thanh quản hai anh em, được chưa ạ? Anh em lo đi hit drama giao lý có tiếp tục ạ. Cái vụ này khá mới, thầy khá mới với cái nền tảng TikTok này nên là khá là gà mờ nhá. Đúng rồi, như hôm trước thầy đã nói rồi, các bạn không cần quan tâm đến nhạc mềm, nhạc cứng hay là phần đầu đầu lưỡi đặt đâu hay cái gì cả, nó khá là khó bạn nhá. Chúng ta hãy chú ý cái phần đấy, là lý do tại sao thầy bảo các bạn hãy take note lại cái phần này. Phải có sách vở để chúng ta take note lại phần này để chúng ta có thể tưởng tượng ra cách đọc đơn giản của nó nhá. Và nhớ này là hữu thanh thì có dung thanh quản, còn vô thanh thì sẽ không dung thanh quản. Như vậy thôi, đơn giản thế thôi, có gì đâu khó đâu đúng không ạ? Còn thằng cặp cặp anh em thứ 8 này, chúng ta sẽ có hai cái âm này đọc giống như chữ chờ trong tiếng Việt, một thằng là chờ nặng, một thằng là chờ chờ nhẹ đúng không ạ? Chúng ta có chin, chúng ta đã có đây, thằng này không dung thanh quản chin chin, còn thằng này là giống như là chờ nặng chin 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 đúng không ạ? Chờ nặng chờ 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 chin chin chin, hơi 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 cong môi một tí rồi chưa ạ? Hơi hơi chu môi ra chờ mà chờ và chờ được chưa ạ? Chin 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 ok. Thế hôm nay đã thấy lạ hơn, đỡ lạ hơn chưa? Generalist. Hôm nay thầy dùng 3G thì không dùng wifi nữa, Generalist ạ. Nên là hy vọng là nó sẽ cải thiện hơn rất là nhiều để cho các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Ok. Này, hỏi hỏi nhanh này. Thế nguyên âm ấy thì là vô thanh hay hữu thanh? Các bạn, nguyên âm là vô thanh hay hữu thanh nhỉ? Hôm trước hỏi câu đấy rồi đấy. Không biết còn ai còn nhớ không? Nguyên âm thì sẽ được xếp vào là hữu thanh hay là vô thanh? Chuẩn rồi, chính xác, hữu thanh. Bởi vì khi để phát âm được nguyên âm thì chúng ta kiểu gì cũng phải dùng đến thanh quản phải không Hà Trinh, phải không tất cả các bạn đúng không ạ? Chúng ta có u o e o này, i u a này, uể oải đấy, kiểu gì cũng phải dùng thanh quản, dùng bần bật, đặc biệt là với những thằng mà dài ấy, những thằng dài thì dùng dùng thôi rồi ơi ạ. Rồi ạ, chúng ta tiếp tục nhá. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những thằng mà không có anh em, thằng những cái thằng mà không có gọi là nhà con một đấy. Những cái, đây là những thằng này là có nhà có hai anh em đúng không ạ? Còn cái tên này này, chúng ta chỉ có nhà có một con thôi, gia đình một con này. Ok, chúng ta sẽ có bên bên này là vô thanh đúng không ạ? Thằng này nhá, cho bạn ạ. Phải nói là phát âm cái thằng này phát âm giống chữ hờ trong tiếng Việt của mình nhưng không được dùng thanh quản. Các bạn tưởng tượng đi, để thầy tiến lại gần để
thu âm lại cho dễ, bởi vì phát âm đằng này nó giống như kiểu là các bạn bị gọi là bị, nói sao nhỉ, bị hết hơi ấy. Kiểu vậy, kiểu thở dốc ấy, kiểu các bạn đang 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 chạy marathon ấy. Vậy các bạn tưởng tượng ra đâu, nó giống như kiểu các bạn bị hết hơi. Cái thằng hờ hờ này này phát âm nó không được rung thanh quản này, các bạn phát âm nó rất là kiểu nặng nhọc khi phát âm thằng này, giống như kiểu các bạn đang chạy marathon mà các bạn kiểu thở không ra hơi ấy, giống thế. Được chưa? Các bạn có nghe được không, biết các bạn có nghe được không? Hy vọng là nghe được. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có ví dụ của thằng này nhá. Have, have, have. Đúng không ạ? Được chưa? Nó giống chữ hờ trong tiếng Việt mình nhưng không không được run thanh quản nhá. Còn bên này. Ok. Còn bên này chúng ta sẽ làm một loạt, đây là những gia đình thuộc hệ một con và thuộc hệ thông thanh. Thông thanh nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ có cái này đọc giống như là wo nhé, đọc nó hơi giống wo nhé. Wo ấy. Nói để nó phát âm nó rõ ra thì nó giống giống như là chữ u, nhưng mà u bị gì nhỉ? Giống như là hơi hơi giống tiếng con cóc một kêu ấy. Các bạn Minh Harry nhớ nhá, khi phát âm cái âm đấy thì các bạn hãy phát âm giống như kiểu các bạn đang đang chạy mà thở không ra hơi, nó giống như vậy. Rồi chúng ta sẽ có cái âm này, phát âm là có ví dụ này, will 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 có ending sound ở cuối nhá. Rồi các bạn nào lấy ví dụ được một cái từ nào mà có cái nguyện cái phụ âm này không ạ? Có xin 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 một cái ví dụ liên quan đến thằng này được không? Có bạn nào có một cái ví dụ nào không? Hay bây giờ thành sẽ lấy ít ví dụ để cho các bạn có thể phát huy được cái vốn từ của mình. Ôi xin chào Hoàng, hôm trước thầy Hoàng vừa bảo là thầy Hoàng đi học võ đúng không? Thằng nào bộ môn nào đấy? Học chăm chỉ thế mà dịch vẫn 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 có lớp võ mở à Hoàng? Why? Rồi ok. Chính xác. Taekwondo à? Ok, bộ môn đấy chắc là khó học đúng không? Được đai đai gì rồi? Bạn Hoàng đã lên đến đai gì rồi? Ok. Rồi chúng ta sẽ có coi như là chúng ta xong với cái word. Ok, word. Sun. Long. Sun này không có âm mùa đâu bạn ơi. Không có đâu Lucy Manor ơi. Word. Word này có này. Ok. Word. 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 Đen. Ok, one. One. Yeah, ok, chính xác, ok. Rồi, cảm ơn Lucy Manor nhé. Cảm ơn Minh Harry vì có tận hai ví dụ cho chúng ta nhỉ. Ok. Wow, bài đen đỉnh cao thế, siêu quá. Thế thì mà đã học giỏi võ rồi còn giỏi tiếng Anh nữa thì tuyệt vời đấy. Wow, ok, rồi chính xác. Rồi, cảm ơn Hoàng. Cảm ơn Hoàng nhá. Nếu mà chưa kịp ăn thì lấy bát cơm ra vừa có ăn vừa ngồi xem livestream cho giải trí nhá Hoàng nhá. Rồi, chúng ta chuyển sang đến cái tên này. Nhìn nó giống hệt chữ M trong tiếng Việt của mình phải không ạ? Chúng ta sẽ phát âm nó giống chữ M thôi. M M M M. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ có ví dụ của nó là mi và xin xin một cánh tay, xin một ví dụ nào của bất cứ bạn nào trong 10 bạn đang xem ạ. Xin một cái nào. Biết ngay mà ngày xưa thầy đi học học võ hồi cấp 1 cũng thế. Vừa xem tivi vẫn đây là vừa xem tivi vẫn cơm. Man, ok, mind. Ok, man. Mind. Ok. Cảm ơn Lucy Manor và cảm ơn Minh Harry nhá. Cảm ơn Hoàng, My Mom Mouse. Ok.
tất cả đều đúng các bạn nhá. Rồi cái ví dụ này, cái âm này khá là phổ biến nên các bạn khá khá là dễ để dễ làm lấy ví dụ đúng không ạ? Chúng ta chuyển sang cái tên tiếp theo, anh em họ của M chúng ta sẽ có N đúng không ạ? Viết giống chữ N trong tiếng Việt mà phát âm cũng N N N, và thầy sẽ có ví dụ đây là nào, và xin một cánh tay của các bạn nào, xin một ví dụ từ từ phía từ vị trí của các bạn đang live stream nào. Chúng ta có 12 bạn, còn cánh tay nào khác ngoài cánh tay của các đồng chí Lucy Manner và Minh Harry và Trinh không? Minh Trinh Trinh Minh Harry và Hoàng không? Đúng rồi đấy. Nó sẽ lên mũi một chút bạn Hoàng nhất, nó không phải thuần thuần về mũi đâu, nhưng nó có sự tham gia của mũi, vâng ạ, nó có sự tham gia của mũi đấy. Now I am watching your live stream. Ok, live stream viết liền nha. Ok, thank you, thank you. Thank you Đăng Nhiên, Đặng Nhiên hay Đăng Nhiên thế, sorry, nếu không biết, không không rõ là không có dấu nên không biết thế nào. Never knows next. Ok. Xin chào Đáp Hát. Ok, never. Chuẩn. Xin chào Kết Bung. Bụng bự. Ok, xin chào. Xin chào tất cả các bạn vừa xem, vừa tham gia vào phòng live nhá. Rồi, chúng ta chuyển sang thằng tiếp theo nhá. Cái tên này ấy, thì viết hơi giống chữ giống N và kết hợp N với G đúng không ạ? N với G với kết hợp thì trong tiếng Việt chúng ta sẽ có ngờ đúng không ạ? Phát âm giống giống hệt ngờ trong tiếng Việt. Ng 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 đúng không ạ? Chúng ta sẽ có sing sing sing. Đấy là thầy đọc rõ ra để cho các bạn nghe thôi nhá. Nhưng mà trong 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 sử dụng thực tế chúng ta sẽ đọc nó là phụ âm mà, chúng ta sẽ đọc nó nhẹ nhàng hơn, không như thầy đang phát âm, thầy phát âm rõ để cho các bạn nghe được rõ ràng cái thằng cu này thôi. Chứ còn trong thực tế chúng ta sẽ sử dụng là sing 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 đúng không ạ, nhẹ nhàng, đây là sing đúng không ạ? Ok rồi, xin một ví dụ từ phía từ vị trí của các bạn đang xem livestream ạ. 12 bạn ơi, không em không tiếng Anh đâu thầy, được 8 thôi, thế là giỏi lắm rồi đấy. I can sing a song, sing a song, chuẩn rồi. Ok, cảm ơn Đặng Nhiên nhá. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Bạn này còn có tâm đến mức bạn lấy ví dụ hẳn một câu luôn ạ. Đỉnh cao luôn ạ. Em thi 9-10 được 9,5 nè. Ok. Đỉnh quá, siêu xuất sắc luôn đấy. Ngày xưa thầy thi lên cấp được tiếng Anh chỉ được có 8,5 thôi. Hơi thấp. Chỉ có 8,5 thôi. Tại vì thầy ôn để nói là ngày hôm trước trong cái buổi livestream trước thầy cũng đã giới thiệu là đến tận mấy cái tháng cuối của năm lớp 8 thầy mới bắt đầu học những từ tiếng Anh đầu tiên và phát âm những từ tiếng Anh đầu tiên. Trước đấy không học đâu, không biết một cái gì luôn, không biết một cái gì luôn. 9,88, ok, lại có cả quả 9,888 à. Rồi, smiling. Ok, cảm ơn Lucy Manor. Smiling. Nhầm xíu mà. Có bạn đợi tiếng Anh lớp em trong này mà nó không comment. Ok, chắc bạn ấy là người Việt Nam thầm lặng. Ok, không sao, mỗi người một tính mà. Rồi. Chuyển sang cái tên cuối cùng. Chưa phải tên cuối cùng đâu. Chúng ta còn hai tên nữa cơ. Chúng ta sẽ có cái tên này, chúng ta sẽ đọc đúng yeah 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 yeah. Các bạn từng nhớ không? Chúng ta sẽ phát âm nó giống như chữ yeah 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 ấy. Chúng ta sẽ có yeah yeah và hơi giống chữ J này này. Nào, phát giống chữ giờ. Người Việt cứ nhìn chữ này sẽ phát là giờ đúng không ạ? Thì chính xác là nó phát âm là giống chữ yeah. Yeah, yeah. Chúng ta sẽ có ví dụ là yes, yes, yes. Một cái ví dụ gọi là huyền thoại, thần thoại luôn mà đi đâu cũng thấy đúng không ạ? Rồi, có bạn nào có cho xin một ví dụ liên quan đến cái tên này không? Join, join, join. Có, ok, rồi.
Yesterday. Okay? Yeah. I want to sing một bài hát. Let's sing a song. Rồi. Yet. Okay? Rồi. Rất cảm ơn Lucy Manor, rất cảm ơn Minh Harry. Rồi những gọi là những con người mà gọi là bền bỉ. Bền tìm bền bỉ theo năm tháng đúng không ạ? Bền bỉ và chăm chỉ theo năm tháng luôn. Trường tồn với thời gian đấy. Rồi ạ, chúng ta chuyển sang thằng thằng tiếp theo nhá. Nào. Thằng này này thì phát âm của nó viết giống chữ Y thôi, nhưng mà nó chữ L viết hoa. Chúng ta sẽ phát âm giống chữ L trong tiếng Việt của mình. L. Đúng không ạ? Chúng ta có ví dụ là luck. Ok, còn đến bây giờ là cần ví dụ từ vị trí của các bạn nào. Bạn ơi, cho thầy xin một ví dụ của âm L này nào. Giao lưu đi thầy, các bạn nữ ngắm thầy chứ có học đâu. Ok, không được sao. Like, ngắm cũng được. Kiến thức nó sẽ đi vào một cách gọi là cái gì nhỉ? Mà kiến thức nó sẽ vào một cách gọi là gì nhỉ? Nó dùng một cái từ gì tức là quên rồi, một cách thụ động, tức là bạn không chủ động nghe nó, nhưng kiến thức nó sẽ đi, tức là khi thầy nói nhiều thì các bạn đấy sẽ tự vào đầu của các bạn đấy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có lady, ok, cảm ơn mình Harry nhé. Chúng ta sẽ có love của hoàng này, chúng ta sẽ có life của đạo nhiên này, like link. Ok, rồi. Ví dụ này có vẻ khá là dễ đúng không các bạn? Chúng ta chuyển đến thằng cuối cùng nhé. Thằng này thì phát âm giống chữ R trong tiếng Việt của mình, giống chữ R đúng không ạ? Viết giống chữ R, phát âm cũng giống chữ R luôn. Chúng ta sẽ có ví dụ của thầy là run. Rồi chưa? Chuẩn chưa ạ? Rồi, xin ví dụ các bạn nào. Các bạn ơi, xin ví dụ các bạn nào. Hãy cho thầy xin một ví dụ với thằng R này nào. Các bạn ơi. Thằng người anh em này, risk. Ok, read. Rock store. Right. Ok, có. Đăng nhiên thầy ơi, ok, tên đẹp thế. Yep. Tên đẹp dã man luôn đấy. Red. Ready. Ok, ready. Risk. Read. Ok. Ví dụ này cũng là cái thằng âm này, nó cũng là một cái thằng âm khá là phổ biến đúng không ạ? Khá là dễ các bạn đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thầy sẽ nói là không biết ở đây các bạn đọc âm S và ED. Có bạn nào chưa biết cách đọc âm S và ED trong tiếng Anh không ạ? Đọc làm sao để cho trong trường hợp nào mà chúng ta đọc cái âm S đấy là thằng vô thanh ấy. Trong trường hợp nào chúng ta lại đọc nó là hữu thanh, người em của nó hữu thanh của nó không? Cái S trong một từ ấy thì nhiều bạn khá là mơ hồ với cách đọc của nó trong một từ. Vô thanh là S, rồi. Còn hữu thanh của nó là Z, đúng không ạ? Chúng ta có hai cách đọc cái đuôi S đấy mà nhiều bạn nhá sẽ hoang mang là không biết là chả biết là trong cái trường hợp nào chúng ta đọc đọc cái thằng S đấy là và trong trường hợp nào chúng ta lại đọc nó là Z. Lúc nào là đọc là hữu thanh, lúc nào là học đọc là vô thanh thì cũng không biết. Đọc theo ông bà tổ tiên bà là đọc như thế nào thì ok, đọc bừa như vậy. Reception, report. Ok, right. Ok. Em nghĩ lâu quá rồi lú. Còn hữu thanh là is. Có is đâu. Làm gì có is. Không có. Vô thanh làm gì có is. The và the là eat. Còn lại là vừa thanh vững thanh. Em chỉ nhớ tờ và đờ đọc là it. Ok, chính xác. Còn lại đọc là dựa vào vô thanh và hữu thanh. Vô thanh bạn ơi. Đặng nhiên chắc em lú. Ok rồi, chúng ta sẽ có một. Thế thì chúng ta sẽ ôn lại. Chúng ta sẽ có một cái thầy có một cái tip. Một cái gọi là một cái bí quyết nho nhỏ để các bạn có thể đọc S
và ED trong tiếng Anh, bởi vì là cái phần này chúng ta đã chia thành cái nguyên âm đấy sang hữu thành, hữu thanh vào vô thanh đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái âm cuối cùng, cái phụ âm cuối cùng để chúng ta quyết định cách đọc của cái S đó đọc là hữu thanh hay là vô thanh. Chúng ta sẽ có nguyên tắc là vô thanh đi về vô thanh và hữu thanh đi về hữu thanh các bạn ạ nhá. Thì xong ví dụ ở đấy thì có ví dụ cho các bạn luôn đây này để dễ tưởng tượng đây này. Chúng ta sẽ có từ stop, stop. Chúng ta sẽ có cái âm cuối cùng của từ đó là nó là vô thanh phải không ạ? Thì vô thanh sẽ đi với vô thanh đúng không ạ? Chúng ta sẽ đọc cái chữ S này với dạng là vô thanh. Chúng ta sẽ có stops, stops. Đây là thật đọc to ra để các bạn có thể tưởng tượng nhé. Stops. Ok ạ. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có là âm tiết cuối cùng của từ cat đúng không ạ? Cat đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có cat, cat, cat. Ok, hết cả hơi nhá các bạn nhá. Chúng ta sẽ có dựa vào cái ví dụ này để chúng ta có thể tưởng tượng ra được cái vấn đề là trong trường hợp này cái âm cuối cùng kết thúc của từ đó nếu là vô thanh thì chúng ta sẽ đọc cái S đó là ở cái dạng, tức là nó sẽ là cái dạng gọi là thầy tạm gọi nó là dạng vô thanh đi nhá, dạng vô thanh của nó nhá, chúng ta sẽ đọc là đúng không ạ? Rồi còn khi chúng ta học đọc tương tự với cái nguyên tắc này chúng ta sẽ có này, nếu như âm tiết cuối cùng của từ đó là hữu thanh thì chúng ta sẽ phải đọc S ở dạng hữu thanh được chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ có rain, chúng ta sẽ có n, cái thằng n vừa giới thiệu ấy thì thằng n này là hữu thanh phải không các bạn? Chúng ta sẽ có rains, rains, rains các bạn nhá, rains. Em bị lag rồi. Ok mình nghe lag làm sao? Em bị r. Đây là ảnh trường em muốn học. Em bị dễ thương à? Ok, em bị dễ thương, ok. Thầy vẫn ổn, không vấn đề gì cả. Rồi, em bị dễ thương, ok, em bị dễ thương. Rồi, chúng ta tương tự, chúng ta sẽ có love, love. Âm cuối cùng của nó là âm v, v, v. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có v là hữu thanh. Vì vậy, chúng ta sẽ đọc cái S, chữ S ở dạng hữu thanh là z đúng không ạ? Love, love, love. Được chưa ạ? Thầy đọc hơi lố một tí để cho các bạn có thể tưởng tượng ra được vấn đề. Có bạn nào xin thôi cái phần này chắc là không cần phải lấy ví dụ đúng không? Nó mang tính chất gọi là giới thiệu một cái tip để các bạn có thể phát âm không dễ mà em đã điền trong này không dễ thờ không dễ thương bằng bạn ấy. Thằng bằng bạn đội tuyển Anh trong này không ai dễ thương bằng mình Harry hết. Ok tất cả các bạn đều dễ thương các bạn à. Hôm nay cuối tuần làm sao nên cảm giác nó cứ vắng vẻ kiểu gì, nó cứ thưa thớt người kiểu gì ấy nhỉ. Rồi chúng ta sẽ có thầy cung cấp tip để các bạn có thể đọc được ED dựa vào hữu thanh và vô thanh. Ok bây giờ nhá, một cách dễ hiểu tiếp tục là công thức hữu thanh đi với hữu thanh và vô thanh đi với vô thanh. Chúng ta sẽ có ED có ba cách đọc đó là the và it, it. Không phải là easy đâu nhá. Bạn nào vừa mới comment với thầy là đọc ED là easy, không không phải. Chúng ta sẽ đọc cái này, cái đấy sẽ là it, it. Nó giống như tiếng tiếng của một chú heo con ấy. It, 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 it. Không phải là is. Không phải đâu nha, no. Bạn nào vừa comment đấy để thầy xem lại cái comment của bạn đấy. Cái comment của bạn đấy là bạn Hoàng. Có ED nữa, EZ nữa đúng không? Hoàng ơi, là ED nhá, không phải EZ Hoàng nhá. Chúng ta sẽ có it, đọc nó là it. It, it, it.
nghe nó hơi tưởng tượng một chút, mang tính chất tưởng tượng một chút đúng không ạ? Tùy người cảm nhận. Thôi ai cũng dễ thương hết, khổ lắm. Rồi rồi này, chúng ta trong trường hợp nào đọc đuôi in y này thành chữ đờ thì cũng lại là cái công thức vừa nãy, lại là cái nguyên tắc vừa nãy thầy sẽ giới thiệu các bạn. Và chúng ta sẽ có cái này là giờ đúng không ạ? Âm của cái này là play, play đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cái này là giờ đúng không? Chúng ta sẽ có đọc đọc nó ở giờ thì là gì? Giờ thì là hữu thanh chứ còn cái gì nữa. Thế thì phải cái ID này phải ở dạng hữu thanh chứ không ạ? Đọc khi mà phát âm sẽ phải ở cái dạng hữu thanh của nó đúng không ạ? Chúng ta sẽ có played, played. Ok, opened, 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 opened the nhá, opened, opened. Ok chưa? Open, open. Được chưa? Rồi, tại vì thằng này cũng kết thúc với cái chữ n, n mà phải không? Chuẩn chưa? Rất là đơn giản. Và khi nào chúng ta đọc đọc ID này ở dạng vô thanh, người anh em của tên này này, người anh em gọi là vô thanh của cái thằng đờ này này thì là sẽ là thằng thờ đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ có kết thúc âm âm cuối của từ này là cờ đúng không ạ? Cái thằng cờ đấy là gì ạ? Thằng cờ 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 đấy là cái gì? Cờ đấy là âm, là vũ thanh hay vô thanh? Không biết các bạn còn nhớ hay không? Rồi, vũ thanh nhá. Thôi để giải thích luôn cho nhanh. Ok, chúng ta sẽ có đọc là asked. 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 Được chưa? Asked. Ask thờ nhé, cừ thờ nhé, được chưa? Rồi chúng ta có thằng này là vô thanh, chúng ta sẽ có hoped, 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 được chưa? Đọc mà cảm giác căng thẳng quá, đọc cái này khá là căng thẳng. Kick it, kick it, vô thanh ạ. À, chuẩn. Từ mấy giờ vậy mà chỉ có 10 người? Từ lúc 8 giờ bạn ơi. Ok, rồi tương tự chúng hôm nay thì giờ sẽ dạy liền một phát để hết luôn chương trình nhá, bởi vì là thầy hôm nay thì có một chút việc nên chúng ta sẽ kết thúc sớm hơn mọi khi nhá. Rồi ạ, à, chúng ta sẽ có tương tự này, thằng này rồi, xong cái thằng này đúng không? Ok, rồi. Đến trường hợp cuối cùng. Bởi vì có nhiều từ kết thúc bằng chính cái hai cái thằng này. Có nhiều từ kết thúc bằng hạ chính hai cái thằng 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 đờ và thằng thờ này. Để ví dụ như từ want, want đúng không ạ? Thì lại kết thúc, chẳng nhẽ chúng ta lại đọc hai chữ thờ à? Mà chẳng nhẽ lại chúng ta lại đọc hai chữ đờ à? Đúng không ạ? Không ai đọc như vậy được cả. Vì vậy nên chúng ta phải biến âm. Biến âm chúng ta sẽ đọc nó là it, it, it đúng không ạ? Chúng ta sẽ có wanted, wanted, added, added. Và nào rồi, cái này mới cần phải cho các bạn có ai có thể cho thầy một cái ví dụ liên quan đến cái từ mà có khi mà có thằng ID để chúng ta đọc nó đọc ID ở dạng it, 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 it không ạ? Anh em không không ai thích học hết đâu. Lo đi, sao kê hết rồi. Rồi còn thầy Lộc nữa. Mình nghe chia sẻ đi thầy. Ok, các bạn chia sẻ cho thầy đi nào. Xin nào. Hãy chia sẻ nào để chúng ta có cái, để cái căn phòng livestream này của chúng ta bớt trống trải hơn nào các bạn ơi. Thầy ơi, hồi thầy học trường đại học nào dạy thầy. Ngày xưa nhá, thầy học một trường mà các bạn bây giờ đồn có rất nhiều fuckboy. Cái đấy 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 là một cái đấy là một cái ví dụ. Đấy là gọi là một cái clue, một cái gọi là manh mối để các bạn có thể nghĩ đoán được trường của thầy có rất nhiều fuckboy. Watch, watch, watch it, watch it, watch. Không, cái từ này không đọc là ed đâu, à không đọc là it đâu. Watch it. No.
What? Ch ch ch. Now it's this. What's it này không đọc là ed, chắc chắn với các bạn là không đọc là ed đâu nhé. Lại nhầm to rồi đấy. For offered, chúng ta sẽ con thầy sẽ show lại cho bạn cái phiên âm của thằng watch này. Đây nhanh, chúng ta sẽ có nguyên âm watch đây này, watch. Cái thằng chờ này là có phải là ấy đâu, có phải là liên quan gì đến thằng tờ thằng đờ đâu, đúng không ạ? Nên là mà làm sao chúng ta lại đọc lại ít được, nhìn rõ chưa? Rồi watch. Chúng ta sẽ có nó chờ. Rồi còn bạn nào có ví dụ nữa được không? Need it. Ok, need it thì đúng. Need it thì đúng. Share the live video. Watch her. Cái đấy là chờ, không phải thờ. Ừ, rồi chính xác là tờ nhá. Send live to. Đây học NN chọn ngôn ngữ thứ hai là gì? NNA là trình gì nhỉ? NNA là trình gì nhỉ? Thì do điểm toán của các bạn lớp nữ tăng là do thầy toán đẹp trai hơn em. Ok. Rồi, đây là chỗ để khoe đấy hả? VinUni hả thầy? Không, VinUni làm gì học sinh mới đâu. VinUni bây giờ mới đi vào hoạt động một thời gian thôi. Ngôn ngữ Anh hả thầy? À, thầy học ngôn ngữ anh chọn ngôn ngữ hai là gì vậy? Thầy chọn ngôn ngữ hai là ngôn ngữ tiếng Trung, và thầy nghĩ là thầy không sinh ra để dành cho nó đâu bạn ơi. Chúng ta không thuộc về nhau bạn ạ. Thầy nếu mà thằng mà ngôn ngữ Trung đấy nó là một cái thực thể mà tồn tại thì thầy đã nói là chúng ta không thuộc về nhau đâu. Chúng ta sẽ giống như là phố Huế với cả song song với cả gì nhỉ, tự dưng phố Huế Bà Triệu ấy. Chúng ta sẽ song song và không bao giờ gặp nhau. Trên Facebook lại tap tên bạn và được rồi. Ok rồi. Chia sẻ trên live trên Facebook nữa mà. Facebook. Share the live video. Ok. Cảm ơn những bạn đã thả like cho cái video này nhá. Cuối cùng là chừng nào IELTS thì bao nhiêu điểm? IELTS. Thôi cái này là một bí mật các bạn ạ. Bởi vì thực ra thầy đang định thi IELTS nhưng mà dịch bùng nên là thầy chưa đi thi IELTS được. Ngày xưa thầy học ngôn ngữ Anh của Học viện An ninh ở Nguyễn Trãi. Bạn đi học tiếng Anh Hàn nè thầy. Em đi học tiếng Anh Hàn. Ok, Hàn cũng là một bộ môn rất là sưng sẩu. Hãy thực sự là nghĩ là mình thật sự đam mê cái bộ môn với cái ngôn ngữ đấy. Với những cái bộ môn, tức là những cái ngôn ngữ thuộc về cái hệ ký hiệu thì nó phải nói là nó là một cái gọi là cái chân trời gì đấy rất là xa xôi. Thầy chưa có người yêu chứ thầy? Chưa có em ơi, thầy đang độc thân em ơi. Bạn định chọn tiếng Hàn này thầy? Em định chọn. Ok rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài tập, không phải làm bài tập mà chúng ta sẽ làm một cái một vài những cái bài mà đơn giản để chúng ta ôn lại cái phần mà bảng IPA mà đã dạy thầy đã dạy trong ba cái livestream rồi, tính cả cái này là cái thứ ba nhá, thì chúng ta sẽ ôn lại bằng cách là làm một vài cái bài mà đơn giản thôi, rất là đơn giản thôi. Thầy sẽ cầm điện thoại và để xem để cho các bạn. Đây thì chúng ta sẽ có cái thầy sẽ dựa vào cái phần bài tập của Elite Online, chúng ta sẽ làm một vài cái bài tập nhá. Thầy em dễ em công được rồi, giới thiệu nhá. Mẹ em dạy tiếng Hàn. Ok, wow, amazing. Có giáo viên dạy tiếng Hàn tại nhà mà không mất tiền luôn, xuất sắc.
Thầy thường live vào thứ 3 và thứ 7 nhé các bạn nhá. Vào lúc 8 giờ thứ 3 và thứ 7 nhá. Chúng mình hãy gặp nhau vào cái khoảng thời gian này trong ngày nhá. Rồi ạ, chúng ta có làm một cái bài đầu tiên này. Xem ai là người nhanh nhất nào. Sheep. Nào, đáp án thứ mấy nào? Cái này thầy sẽ không động đâu, để các bạn làm, chủ động các bạn làm. Cái này là đáp án thứ mấy nhỉ? Có ai cho câu trả lời luôn nào? Đáp án thứ ba. Ship. Ship. Số 3 nào, cùng xem là bạn nào đúng bạn nào sai nhá. Chính xác. Tiếp tục luôn này. Book. Nào, có nút đọc Book. lại nhá. Book. Nào, đáp án thứ mấy nào? Nhanh 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 nhanh. Nhanh tay nhanh mắt nào. Ô, sao nó đỏ lè thế này nhỉ? Một. Xem đúng hay sai nè. Một, hai, ba. Thấy có hai đáp án. Ôi rồi, này, đáp án thứ ba này. Tiếp tục nha. Bắt đầu có người sai rồi Now. đây này. Ô, sao nó đỏ lè thế này nhỉ? Thế rồi, ấn vào filter rồi. Đây là ok. Nãy nó quẹt nhầm vào filter đây này. Nào, chúng ta nghe lại nhá. Cùng nghe lại nhá. Milk. 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 Nào, đáp thứ mấy nào, cho xin đáp án luôn, nhanh 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 nhanh. Có rất nhiều cánh tay chọn ba, có một cánh, chúng ta thấy sẽ chọn xem đáp án nhiều hơn. Mờ quá mờ mờ lắm à, bạn thông cảm nhá, nó hơi bị thôi. Để lau lại cái camera xem là có nét hơn không, nét hơn chưa, có nét hơn không. Live chất lượng của nó chỉ được thế này thôi các bạn ạ. Thôi, chúng ta sẽ chọn cái đáp án mà các bạn chọn nhiều nhất nhá. Đó chính là đáp án thứ, có vẻ rất nhiều người bạn chọn ba đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn ba luôn. Xem chuẩn. Đáp án thứ hai nha. Cái hay ở đây là các bạn có thể biết được mình đúng sai ngay ở đây, và có phần giải thích ở ngay phần dưới này. Đó. Milk. Milk. Đúng không ạ? Milk. Cái này là y ngắn nhá cả nhà nhá. Không phải y dài đâu. Y mà đọc gãy gọn. Milk. Milk. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta chuyển sang câu thứ tư này. Horse. 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 Nào, đáp án thứ mấy nào? Đây cả nhà ơi. Horse. Cùng nghe chậm lại nhá. Horse. Đây, có cái nút con sen này này. Horse. Horse. Rất nhiều người chọn Horse. một. Rồi, chốt đơn đáp án thứ nhất. Chuẩn xác đây. Có giải thích ngay phiên âm ở phía dưới cho các bạn, để các bạn check luôn. Broom. 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 Cùng nghe chậm lại nhá. Broom. Nghe nhanh này. Broom. Broom. Đáp án thứ mấy nhỉ các bạn ơi? Cái này đáp án thứ mấy nhỉ? Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào. Một hả? Chuẩn phải không? Broom. Broom. Rồi, thầy sẽ chọn theo đặng nhiên. Có hai bạn chọn một và một bạn chọn, có ba bạn chọn một, bốn bạn chọn một. Ok, khá nhiều bạn chọn một. Rồi, chúng ta sẽ chọn theo đáp án mà các bạn chọn đúng nhất nha. Chúng ta sẽ có chuẩn chính xác là đáp án thứ nhất luôn. Rồi, chúng ta chuyển sang cái phần này đi. Short. Chọn câu trả lời cho câu thoại bạn nghe được. Được chưa ạ? Short. Short. Đáp án thứ mấy đây cả nhà ơi? Đáp án thứ mấy đây? Hai thầy à? Chuẩn không? Phải không? Rồi, thầy tin đặng nhiên ba thầy. Ok rồi, để thầy thêm đáp án thứ ba cho nhiên nhá. Rồi, đáp án thứ hai, rất nhiều bạn chọn hai đúng không ạ? Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Tiếp tục Eel. nào. Eel. 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 Nào, cái này khó đây này, cái này hơi khó đây này, Eel. nghe chậm lại nhá. Eel. Eel. Hay thật, nó có cả chức năng này nữa để các bạn có Eel. thể nghe được. 1, 1, 2.
Yêu. Yêu. Đây đọc chậm nhá, còn đọc nhanh này. Y ngắn hay y dài đây? Nào, rồi. Thôi, thầy sẽ chọn theo có vẻ tỷ lệ là 50-50, thầy sẽ chọn cái này nhá. Thầy sẽ chọn theo Đặng Nhiên nhá. Rồi. Nể lắm mới chọn theo đấy nhá. Rồi, đáp án chuẩn rồi, chính xác. Các bạn nghe rõ đúng không ạ? Nghe rõ ràng là cái y được kéo dài hơn mà, đúng không? Cái l thì rất là ngắn thôi. Food, food, Nào. food. Gửi thầy tăng loa lên cho các bạn nghe được rõ ràng nha. Nghe được là yêu. Ok rồi, cái này có vẻ các bạn đều đều đồng nhất quan điểm là đọc quan trọng là food. Food nó là u dài mà các bạn phải cong cong môi nhá, cái u mà cong môi nhá. Rồi, Kid. chúng ta cùng cái chuyển sang cái phần này. Chỗ ở đây chúng ta có hẳn một bộ một loạt những cái công cụ để chúng ta làm và ôn tập kiến thức. Nó là rất là cung cấp cho các bạn một cái thư viện gọi là những cái câu hỏi cực kỳ thú vị. Kit. Kit. Kid. Ok, kit. Rồi theo thì theo theo Đặng Nhiên nhá. Hy vọng là chuẩn, chắc chắn là chuẩn chứ còn gì nữa. Fruit, Nghe lại nhá. fruit, fruit, fruit. Nào, cái này sẽ ghi là gì? Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Đặng Nhiên, sorry rồi. Fruit. Phải nói là cái công cụ này nó thú vị dã man. Thậm chí những em nhỏ cũng có thể học cái này cùng một cách rất là dễ dàng được. Fruit. Ok, chúng ta sẽ có từ hoa quả đúng không ạ? Trái cây đúng không? Fruit. U dài nhá, u dài nhá. Rồi. Woman, Nè. woman, Nghe lại nè. woman. Nào là gì nhỉ? Woman. Woman. Cái này là cầm một cái các bạn làm xong đi nè. Ok. Cái này là dạng cách phát âm này thì nó là đang ở dạng số ít hay số nhiều nhỉ cả nhà nhỉ? Có ai biết không? Cái này dạng cái phát âm này đang đang ở dạng số nhiều hay số ít? Nào, có rất nhiều bạn không biết cách đọc của từ này nhá và không phân biệt được số ít chuẩn. Còn cách đọc số nhiều chúng ta sẽ có đọc là women. Women. Women, phải không ạ? Là số nhiều nhá, còn women, women, women là chúng ta sẽ có là số ít. Rồi. Kiểm tra nhá, chúng ta check lại một lần nữa. Women, I'm just sorry. Thầy ghi là moment mất rồi. Sorry, mải chém Autumn. gió quá. Mải chém gió quá. Đúng rồi, women, we nhá bạn nhá. We nhá. Đương nhiên ơi, we. Y nhá em ơi, y dài nhá. Women. Women, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất và cái nguyên âm của âm tiết thứ nhất chúng ta sẽ gọi là y dài nhá. Đương nhiên nhá. Đọc nhấn vào trọng âm đầu tiên, women. Women. Thầy cũng đã làm một cái video về nó và sẽ up lên kênh TikTok để các bạn có thể check lại những cái từ mà các bạn hay phát âm sai. Các bạn hãy chờ đón cái video đấy ở trên kênh của Elite TikTok nhé các bạn nhé. Mùa thu rồi, I like chúng ta chuyển sang cái drinking công fruit cụ này nhé. juice. Nào, cái này khó hơn đây này. I like drinking fruit juice. Nè, nghe điền cụ. I like drinking fruit juice. Thế à, có bạn nào lag không hay là chỉ có mỗi ấy thôi? Autumn. Sao lại autumn ở đây? Sao lại mùa thu ở đây? I like drinking fruit Lạc juice. đề rồi. Fruit tiếp rồi, ok. Cái này khá là dễ đúng không? Sorry. Fruit. Rồi, chính xác rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đều trả lời chuẩn luôn. There are three green leaves on the road. There are three green leaves on the road. Mọi người nghe rõ không? Để rồi.
There are three green leaves on the road. Rồi. Cái này khó hơn đây này. Nghe được rõ không? Từ đây là từ gì? There are three green leaves on the road. Nào, có vẻ cái đáp án cái này làm các bạn nhiều các bạn bị hoang mang quá nhỉ? Ồ. Thấy có bắt đầu có một những câu trả lời rồi. Ok, thầy xin lỗi nhá, hôm nay dùng 3G mà nó còn bị thế này đấy, thầy thông mọi người thông cảm nhá. Đợt này cá mập đang cắn cáp mọi người ạ. Rồi cùng check lại xem đáp án của Đăng Nhiên và các bạn là chuẩn không nhá. Chính xác. Có ba cái lá màu xanh ở trên đường. Ok. Tiếp I tục. want to become a good cook. Nghe lại nhá. I want to become a good cook. I want to become a good cook. Được chưa? Có cần nghe lại một lần nữa không cả nhà? I want to become a good cook. Thông cảm nào, đúng rồi, là người chúng ta nên có cái sự thông cảm, cảm thông với nhau. I want to become a good cook. Chính xác rồi đấy, nhìn sơ sơ là có vẻ tất cả mọi người đều trả lời đúng, không có ai trả lời sai. Rồi chúng ta chuyển sang cái công cụ này nhá. Moon. Thôi, cái công cụ này là cái công cụ mà các bạn có thể check cái phát âm của mình ngay lập tức ở trên trên hệ thống của Elite. Nên là các bạn có thể bắt đầu ấn vào Moon và kết thúc. Check xem có phát âm có chuẩn không nhé. Thầy phát âm blur mà cũng chuẩn các bạn ạ. Rồi, đây là một cái công cụ mà các bạn khi mà các bạn tự học có thể check luôn cái phần phát âm của mình. Được chưa ạ? Cái phần này thì các bạn phải 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 tự các bạn phát âm cơ, không thể để phát âm được. Rồi ạ, rồi chúng ta trọng âm được cái phần này thì cần cái phần để trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta cần phải xem cái video hướng dẫn của giáo viên của Eli thì chúng ta mới làm được cái phần này các bạn ạ. Nên là chúng ta bỏ qua nhá, skip. Cái phần trọng âm này thì nó thầy cái này phần này thầy thực sự là Two chưa chưa giới thiệu cho các bạn tulips nên là are chúng ta sẽ bỏ qua nhá. Mà nếu như bạn nào muốn thực sự là học một cách gọi là đầy đủ hơn nữa mà ở trên cái phần livestream này thì sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dạng ngắn gọn thôi, rút gọn thôi thì nên chọn những cái phần tinh tinh gọn nhất để các bạn có thể học được. Rồi, ok. Chúng ta hãy vào cái chương trình I cái like bài mà dành kid cho phụ âm short nhé. sheep. Đâu nhỉ? Đây, chúng ta sẽ chọn vào cái lesson dành cho phụ âm. Chúng ta sẽ ôn qua một chút, một vài bài tập liên quan đến phụ âm. Puppy. Rồi ạ, cái này hay lắm đây này. Rồi các bạn ơi, nha, chọn nhá, cùng nghe và nghe rõ không mọi người? Đáp án số mấy đấy nhỉ? Nó có cả cái phần hướng dẫn này, cái phần cái luồng khí đi như thế nào à? Các bạn nhìn thấy không? Vù, vù, vù. Đây là cái phần độ mở của miệng này, cái đường đi của mũi này, vị trí của lưỡi này, vị trí của hàm trên hàm dưới này, các bạn thấy chưa? Đây là cái này mà là Trinh vừa nói với thầy là đặt ở ngạc mềm, ngạc ngạc cứng hay là đặt ở phần kết thúc của phần lợi hay là thế nào đấy, nó là cái này, chính là cái này. Nó khá là khó đấy, nhưng mà các bạn có thể khi mà các bạn phát âm các bạn cứ nhìn thấy nó giống như cái này này. V là các bạn thấy là chuẩn rồi. Thứ mấy nhá? Chúng ta sẽ có đáp án là đáp án 3 đúng không ạ? Check nhá, chúng ta cùng kiểm tra nhá. Ok. Rồi, chuyển sang này. Rồi chính xác một nhá, chúng ta chỉ cùng check nhá. Ok. Rồi, lướt qua nhanh nhanh một chút nào. Mọi người có nghe rõ không? Puppy. Đáp án số mấy? Đáp Puppy. án số mấy? Đáp án số mấy đây? Cả nhà ơi. Puppy. Ba 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 ba.
chọn đáp án sớm nhất nhá. Ôi giời ơi. Poppy. Đang trọng âm rơi vào trọng âm thứ nhất các bạn nhé. Bạn nào chọn đáp án số 1 nhá. Money. Rồi. Mấy đây nhỉ? Mấy đây? Money. 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 Một à? Nhiều bạn chọn một hơn thì ta chọn một. Thứ ba nhá, chúng ta sẽ có money. Money. Được chưa ạ? Không phải mommy, cái số 1 là mommy các bạn ạ. Cái phần này có thể là một phần là do là cái đường truyền của thầy nó hơi kém nên là chất lượng của video nó không được tốt. Rồi chúng ta chuyển sang cup. Sang cái phần câu hỏi này nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi. Cup. Đáp án số mấy? Cup. 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 Nghe rõ cái cuối, âm cái nguyên âm cái phụ âm cuối nhá. Cup. Cup. Thứ mấy, thứ mấy, thứ mấy? Cup. Một hay hai nè. Ơi, alo alo. Nghe rõ không ạ? Hai, hai, hai rồi. Chọn theo của Minh Harry nhá. Có phải Minh? Sai rồi. Cup. Cup. Tại vì cái phần này nó khá là khó phân biệt đấy nhá. Các bạn phải tập trung vào để nghe được cái ending sound của nó nhá. Nào. Chúng ta sẽ có cái này đọc là gì? Cái phần này đọc là cái gì? Nào các bạn ơi. Đáp án thứ mấy nhỉ? Thể hiện comment chậm nên sai. Ok, xin lỗi nhá. Hình như em say rồi, xin lỗi. Là lỗi của thầy hết, các bạn hãy trách thầy đi. Rồi ạ, chúng ta sẽ có đáp án thứ mấy đây nhỉ? Ok, say rồi thì đi ngủ đi. Em chọn cup. Ok, sorry. Chắc là do mạng nó lát chậm đấy. Rồi, ok, rồi. Lỗi của thầy, lỗi của thầy. Rồi, xin lỗi. Rồi, được chưa ạ? Đáp án thứ 10 đây, cả nhà ơi. Cái âm này sẽ đọc là gì trong ba cái này nào? Hai nhá, chúng ta sẽ có check, cùng check luôn nhá. Chuẩn chưa? Chính xác rồi đấy. Đấy là đáp án của ai đấy? Lucy Manor. Chuẩn rồi, phải không ạ? Chính xác rồi, các bạn đều cho thầy những câu trả lời rất chuẩn. Rồi chúng ta chuyển sang cái phần này nhá. Rồi các bạn ơi, các bạn đều cái vừa chuẩn chuẩn rồi. Cái phần này chúng mình sẽ có đáp án là gì? Này, âm này sẽ là âm xuất hiện trong trong các cặp nào? Các cặp từ nào? Check thầy để em chửi ạ. Không sao. Chúng ta nên hại cả hại cái tôi để chúng ta tống một chút hả? Cái này thứ mấy đây? Cặp thứ mấy đây? Nào nhanh 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 nào. Thứ hai à? Phải không? Phải không? Phải thứ hai không? Nghiêm túc này, chốt chốt đáp án này, có phải đáp án thứ hai không nào? Ba, có xuất hiện của đáp án thứ ba rồi. Chốt đơn không? Chốt đơn đáp án thứ mấy đây nào? Thôi để đấy, thầy sẽ có một vote cho đáp án thứ ba nhá. Các bạn cùng check xem là liệu thầy trò mình có sai không nhá. Liệu Minh Harry và thầy có sai hay đúng nhá. Đúng không ạ? Chúng ta chuẩn rồi nhá. Chúng ta có cái này này. Các bạn nhìn thấy nó tưởng như là nó sẽ là cái mà cái âm này sẽ đọc là đúng không ạ? Giống như một cái này chúng ta có of 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 đọc là of of đúng không ạ? Và chúng ta có đọc đấy là dạng nhấn mạnh của cái này nhá. Các bạn có nó ở dạng có hai dạng, dạng nhấn mạnh và dạng đọc nhẹ nhàng thôi. Chúng ta sẽ đọc dạng nhẹ nhàng là của nó là of, còn nhiều bạn hay đọc nó ở dạng nhấn mạnh là of of
Earth. Đúng không ạ? Rồi, nó có hai cách đọc các bạn nhé. Các bạn nhớ cho thầy nhé. Rồi. Ok. Để cắn lại vào vào phần này. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc live sớm hơn một chút để thầy có một chút việc nhá. Nên là hẹn gặp lại các bạn. À đây, để thầy sẽ cung cấp cho các bạn cái gì nhỉ? Để phục vụ cho cái số Q&A của chúng mình ấy, thì thầy sẽ cung cấp cho các bạn cái email của thầy để các bạn có thể gửi bất cứ cái thắc mắc nào của các bạn ở trên về về email của thầy, để chúng ta sẽ có một cái số giải đáp những cái thắc mắc của các bạn nhé. Đây là email của thầy. Và chúng ta có bất cứ thắc mắc nào thì chúng ta sẽ gửi về email này để chúng ta thầy sẽ làm một số Q&A để giải đáp những cái thắc mắc này cho các bạn. Sorry, chữ hơi xấu một chút. Để có bất cứ thắc mắc nào sử dụng trong trong việc học tiếng Anh này, phương pháp học tiếng Anh này, hay những cái hiện tượng tiếng Anh nào mà các bạn còn đang chưa hiểu và chưa rõ được nó, thì các bạn hãy gửi về đây và thầy sẽ tổng hợp lại cũng như là tìm được cái câu trả lời mà ngắn gọn và dễ hiểu xúc tích nhất cho các bạn, được chưa ạ? Vì nhiều khi các bạn đang chúng ta đang học một chủ đề mà chúng ta lại trả lời một cái chủ đề không liên quan đến bài học thì nó sẽ rất là mất thời gian của chúng ta. Được chưa ạ? Đúng không ạ? Rồi. Các bạn có đã kịp ghi cái email này lại chưa? Thì hôm nay có lẽ kết thúc ở đây thôi nhá, để hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau, vào lúc 8 giờ thứ ba tuần sau, để chúng ta cùng học một cái chủ đề mới, tìm hiểu một cái chân trời mới trong tiếng Anh, đúng không ạ? Rồi, hẹn gặp lại Trinh, hẹn gặp lại Hoàng, hẹn gặp lại gì nhỉ, hẹn gặp lại Lucy Manor này, cả cái gì bạn gì nhỉ, Polaris cái gì nhỉ, bạn Polaris, cái tên của bạn ấy khá là đặc biệt. Đặng, hẹn gặp lại cả Đăng Nhiên nữa này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại cả 11 bạn đang xem livestream này nhé. Và chúc các bạn một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ, nhiều niềm vui. Chúc gia đình của các bạn và bản thân các bạn thì luôn luôn giữ được cái tinh thần tích cực, cũng như là giữ được sức khỏe của mình trong cái thời điểm dịch này. Và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Tạm biệt. Bye.